mà mùa rét này nay dài làm mấy chén rượu nữa thì tuyệt vời, ăn hết ý, không chê vào đâu được. Hiện mình trong đun giờ tính vào khoảng tầm độ 5 tiếng đồng hồ, đến giờ đã hoàn chỉnh xong một tô sốt vàng. Wow, nóng quá. Hello, chào các bạn. Hôm nay Cường Nhật lại ngay giới thiệu với các bạn món là bò hầm sốt vàng nhé. Hôm nay mình mua được một ít gân bò và thịt bò này. Mình đặc biệt là cái gân này cực kỳ ngon luôn. Nhưng mình sẽ đưa vào nấu chế biến một món sốt vàng bò hầm. Đấy, mời tất cả các bạn cùng vào bếp với Cơm Nhà Đặng ITV nhé. Vào tất cả. Đấy, hôm nay mình mua được ít này, rất tươi nhé. Đây là bò tươi người ta vừa mới mổ xong này, mình làm chỗ này là khoảng 1 ký để nấu bò hầm sốt vàng đấy. Đây mình chuẩn bị là 2 quả cà chua này, cà rốt này, và mình cho thêm nước cốt dừa nhé. À, đây là gói bò kho sốt vàng này, người ta có sẵn này. Đấy, mình chế biến này, và đây là dầu hào. Đấy, và gừng tỏi. Đấy, ta chuẩn bị những cái nguyên liệu để nấu một nồi sốt vàng nhé. Đấy, và đặc biệt là chúng ta thêm cả một ít rượu trắng nữa. Đấy, chúng ta khi bây giờ là mình giới thiệu sơ qua về cái món này, bây giờ tất cả cùng vào bếp chế biến cùng với Cơm Nhà Đặng ITV nhá. Thông thường như thông lệ thì là chúng ta cho vào nồi chúng ta chần qua nhé. Đấy, chúng ta sẽ chần qua, chúng ta chần cho vào nồi, chúng ta chần qua nó lên để cho thứ nhất là cho nó hết mùi hôi này, đỡ này, và thứ hai nữa để chúng ta mang ra thái nó dễ nhá. Vì mùa này lạnh rồi thì mình làm thế này thôi, chứ còn nếu mà mùa nóng kia thì mình không cần. Đấy, nhưng mà chúng ta cứ chần qua lên, thứ nhất là nó vừa sạch sẽ cái miếng thịt bò này. Đây là cái phần chế biến cái phần gân nhá. Đây là một mình đã chần luộc lên qua rồi này. Giờ thành được một đĩa này. Đấy, cái phần gân này thì mình sẽ cho vào rồi mình ninh trước nhé. Ta tẩm ướp gia vị xong rồi. Còn cái phần thịt này thì tí nữa. Đấy, cái phần thịt này thì tí nữa chúng ta cho vào sau, vì cái thịt bao giờ nó cũng mềm hơn cái phần gân. Rồi chúng ta cho đây là cho gia vị và chúng ta đảo thẩm ướt lên xong là ta làm. Đấy, trong thời gian ta đun được cái này, mình đun là đến giờ là được khoảng 3 tiếng rồi. Đấy, các bạn nhé. Đấy, đun cái gân, linh cái gân là 3 tiếng rồi đấy. Thì bây giờ mình cho tiếp cái thịt này vào. Đấy, ta đun tiếp khoảng độ 2 tiếng nữa. Đấy, bây giờ là mình cho tiếp cái thịt này vào ninh là khoảng 2 tiếng hoặc tiếng rưỡi nữa là cái thịt này nó sẽ dừ. Đấy, thì đây nó cũng không bắt đầu là mình cho gia vị. Đấy, bây giờ ta đun được khoảng, cho thịt vào đun được khoảng 1 tiếng rồi thì mình cho cà rốt vào với thì cho ấy nha. Chúng ta cho một ít nước cốt dừa này cho vào này. Để ta lấy cái màu nồi sốt vàng cho nó ngon nhé.
Đấy, xong chúng ta đun cho rượu. Đấy. Đấy, rượu rất ngon luôn, rất thơm luôn, ngon đấy các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy mình đã cho đầy đủ gia vị và chế biến được cái nồi bò hầm sốt vàng và cho ta cho thêm ngói ngũ vị hương vào cho nó thơm. Đặc biệt là cái này là không thiếu được cái tương nhé, tương bần này. Đấy, tương gạo nếp đấy, tương nếp đấy, tương bần đấy. Đấy, rất dậy mùi và rất thơm ngon luôn đấy các bạn. Đây, bây giờ là mình đun suốt với rồi, bây giờ là xong rồi nhé. Đấy, được con nồi này, các bạn nhìn thấy nồi sốt vang bò hầm này quá tuyệt vời luôn này. Giờ chuẩn bị mình xúc ra bát này. Đây các bạn thấy mình làm từ sáng giờ được một bát sốt vang này. Đấy, rất là ngon, từ nước nước xinh xịn luôn. Đấy, quá tuyệt vời luôn, ngon đấy, các bạn nhìn thấy đẹp mắt, ngon đấy. Quá tuyệt vời đấy. Bây giờ là mình ăn, có thể ăn cái này với lại rau nóng chấm rau sống này. Có. Đấy. Giờ mời mọi người cùng thưởng thức với mình nhé. Cái miếng nóng hổi mà rất quá tuyệt vời luôn các bạn. Ăn rất ngon. Từ vừa cân bò vừa chín tới đã ăn rất tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn thấy cả rốt là cũng được ngon, rất ít được quán ngon luôn. Đây chấm rau sống. Đây mà mùa rét này nay dài làm mấy chén rượu nữa thì tuyệt vời, ăn hết ý, không chê vào đâu được. Mình trong đun giờ tính vào khoảng tầm độ 5 tiếng đồng hồ, đến giờ đã hoàn chỉnh xong một tô sốt vang. Wow, nóng quá. Thì cũng dường nhũn là gần là cũng ăn tuyệt vời luôn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Ngày cơm nhà là TV, tạm biệt các bạn. Xin hẹn các bạn video sau. Chào.